Xin chào thầy và tất cả các bạn. Sau đây là bài tập 3 của bộ môn vi xử lý do thầy Nguyễn Văn Hiệp hướng dẫn. Đề bài cho hệ thống vi điều khiển V16F887 kết nối với hai led 7 đoạn, ba nút nhấn thường hở up down start. Ban đầu hai led 7 đoạn hiển thị 0,5, nhấn thẻ up giá trị trên hai led 7 đoạn tăng 1 đơn vị, nhấn thẻ down giá trị trên hai led 7 đoạn giảm 2 đơn vị. Khi nhấn up down thì giá trị hai led 7 đoạn chạy trong phạm vi từ 5 đến 15. Nhấn thẻ start thì led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ đếm ngược về 0. Khi đếm đến 0 sẽ đặt lại số khi bắt đầu đếm. Thì trước tiên thiết kế mặt phần cứng cho hệ thống. Các bạn vào phần mềm Protot. Đây là mặt mình đã vẽ sẵn. Thì mặt của mình gồm có con pit 16F887, thạch anh, nút nhấn để reset, các hai con led 7 đoạn được nối với bọc C và bọc D của con pit bằng các băng chở. Đây là ba nút nhấn up down và start và các điện chở hẹn dòng. Tiếp theo là lưu đồ. Đầu tiên các bạn khởi tạo các bọt. Và theo yêu cầu thì khi nhấn nút up thì sẽ tăng lên một đơn vị. Thì các bạn xét biến đếm từ khoảng giữa từ lớn hơn bằng 5 và nhỏ hơn bằng 15. Sau đó biến đếm tăng lên một đơn vị và xuất ra chân C. Thì chúng ta lấy phần chia số nguyên để lấy phần trục. Và chân D thì chúng ta lấy dư để lấy phần đơn vị. Ở đây mình giới hạn từ lớn hơn bằng 5 và nhỏ hơn 15. Để khi đếm, biến đếm tăng lên một đơn vị thì nó sẽ không vượt quá giới hạn của đề bài. Tiếp theo, khi nhấn nút down thì chúng ta điều kiện là biến đếm phải lớn hơn bằng 7 và nhỏ hơn bằng 15. Biến đếm sẽ trừ đi hai đơn vị và xuất ra chân C và chân D, hàng chục và hàng đơn vị. Ở đây chúng ta giới hạn như vậy là để khi biến đếm trừ đi hai đơn vị chúng sẽ không bị ra khỏi giới hạn của đề bài là từ 5 đến 15. Và khi nhấn nút Start thì theo đề bài thì chúng ta phải cho hai led 7 đoạn hiển thị loại số khi bắt đầu đếm. Vì vậy nên ở đây chúng ta kèm biến một biến đếm này bằng một biến tạm để lưu giữ giá trị ban đầu. Sau đó chúng ta xét biến đếm cho một biến y chạy từ 0 đến đếm cộng 1. Và biến đếm sẽ giảm đi một đơn vị và xuất ra chân CD, và biến y cũng giảm đi một đơn vị. Sau khi thực hiện xong cái mạch vòng for này thì biến đếm sẽ trở lại giá trị ban đầu và xuất ra giá trị ban đầu đó. Đây là lưu đồ đã xong. Tiếp theo là phần viết chương code. Đầu tiên là chương trình con uplet. Khi nhấn nút up, trước tiên thì chúng ta phải đoạn chương trình chống dội. Và khi nhấn nút up thì chúng ta xét biến đếm lớn hơn bằng 5 và bé hơn 15. Biến đếm tăng lên một đơn vị và xuất ra chân CD. Tương tự như vậy, đến đoạn chương trình con downlet thì đây là đoạn chương trình chống dội. Và khi chúng ta nhấn nút down thì chúng ta xét điều kiện cho biến đếm lớn hơn bằng 7 hoặc bé hơn bằng 15 và bé hơn bằng 15. Và khi đó thì biến đếm sẽ giảm đi hai đơn vị và xuất ra chân CD, hàng chục và hàng đơn vị. Tiếp theo là đoạn chương trình con Starlet. Thì chúng ta đây là chương trình đoạn chương trình chống dội. Và khi chúng ta nhấn nút Start thì biến đếm sẽ được kém vào một biến tạm. Và chúng ta cho chạy vòng lặp for y đi từ đếm cộng 1
đi từ đếm cộng 1. Và sau một vòng lặp thì y sẽ giảm đi một đơn vị, và điều kiện là y lớn hơn bằng 0, lớn hơn 0. Và biến đếm giảm đi một đơn vị và xuất ra để giảm đi, để chạy ngược về 0. Sau đoạn chương trình này thì chúng ta lại lấy lại giá trị của biến đếm bằng cách gán nó bằng biến tạm ban đầu, để lấy lại giá trị ban đầu của biến đếm và xuất ra màn hình để chúng ta thỏa mãn điều kiện là sau khi trở về 0 thì sẽ trở về giá trị ban đầu. Đây là chương trình chính. Chúng ta cho xuất chân C ban đầu bằng 0 và chân D ban đầu bằng 5 để hiển thị giá trị 0, 5. Và trong đợt lệnh while loop thì chúng ta chỉ cần gọi cái chương trình con ra để thực hiện. Ở đây chúng ta có cài đặt các hằng số là các mã của led bài đoạn. Chúng ta khai báo thêm các biến đếm bằng 5, biến tạm bằng 0 và biến y. Đây là toàn bộ đoạn chương trình. Làm build và run. Chúng ta đi nạp code cho con pick. Ở đây mình đã nạp và tập đi xử lý. Chúng ta tiến hành chạy chương trình. Đầu tiên con led hiển thị số 05. Sau khi nhấn up thì con led sẽ tăng một đơn vị, và khi nhấn down thì led sẽ giảm hai đơn vị. Và giới hạn của đề bài là 15 thì nó sẽ không tăng lên nữa, và giới hạn 5 nó sẽ không giảm nữa. Và khi chúng ta nhấn nút Start, ví dụ giá trị là 9, thì nó sẽ đếm ngược từ 9 về 0 và trở lại giá trị ban đầu là 9. Vậy là đấy. Bài tập số 3 bộ môn vi xử lý mình đã thực hiện xong. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.